Thưa các bạn, trên thế giới xung quanh ta đầy ắp những điều kỳ bí. Hàng ngày, có rất nhiều video và hình ảnh gây tranh cãi về các sinh vật lạ được camera ghi hình lại, khiến chúng ta không khỏi nghi ngờ và đặt câu hỏi về sự tồn tại của chúng trên trái đất. Từ những trò bịp trên mạng xã hội, cho đến những thứ được xác minh bởi các nhân chứng. Nếu như chúng ta chỉ nhìn rộng ra ngoài phạm vi khoa học và trí tưởng tượng của con người, chúng ta sẽ thấy thế giới dưới một góc độ hoàn toàn mới. Những hình ảnh được camera ghi hình có thể là giả, nhưng biết đâu cũng có thể là thật. Hãy xem và đánh giá độ xác thực của những đoạn video này nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật về 5 sinh vật khổng lồ qua ống kính camera. Nào, bắt đầu! Theo như chủ nhân của đoạn băng ghi hình, anh ta đã ghi lại được một khoảnh khắc một con bạch tuộc khổng lồ Kraken đang tấn công một người đàn ông. Theo bạn, đoạn video này là hình ảnh thật về một con quái vật biển hay chỉ là một đoạn phim được dàn dựng? Trong đoạn ghi hình là cảnh tượng vô cùng khó tin đang diễn ra với hình ảnh một chú King Kong khổng lồ. Hãy nhìn xem nó đang làm gì kìa. Mà cũng có thể đây chỉ là một đoạn ghi hình từ một chiếc iPhone và đã được chỉnh sửa tinh vi để trở thành sinh động như vậy. Đoạn video tiếp theo được ghi lại từ một chiếc camera an ninh với cảnh tượng một con khủng long bị xe hơi đâm. Chứng kiến vụ tai nạn, con khủng long còn lại kêu gầm vô cùng thảm thiết và đau đớn. Tuy nhiên, chất lượng ghi hình cần phải cao hơn mới có thể xác minh tính chân thực của đoạn video này. Đoạn video mà chúng tôi sẽ gửi cho các bạn ngay sau đây được ghi lại từ năm 2000. Hai người bạn cùng nhau khám phá một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Canada. Mọi nguy hiểm đều không được lường trước, cho đến khi họ nghe thấy có tiếng than khóc từ tầng 2 cùng với những tiếng động kỳ lạ vọng lại. Hai chàng trai vô cùng kinh ngạc bởi vì họ vừa mới bước xuống từ trên đó và không hề nhìn thấy gì bất thường hết. Họ tò mò bước lên lần nữa xem có gì trên đó không. Và phía sau cánh cửa, một con quái vật vô cùng đáng sợ từ đâu đến xông ra. Đây là toàn cảnh đoạn ghi hình. Thật may, các anh chàng đã kịp chạy thoát và không có chuyện gì xấu xảy ra với họ. Và cuối cùng là hình ảnh của một con quái vật khác được cho rằng hoàn toàn do camera ghi hình lại. Chúng tôi không tin đoạn băng này là có thật. Tuy nhiên, những nghi vấn xung quanh việc con quái vật này có thực sự tồn tại hay không đã dấy lên những tranh cãi nảy lửa giữa các cư dân mạng xã hội. Theo bạn nghĩ sao? Bạn có thấy những con quái vật này đáng sợ không? Và bạn tin là chúng có thật chứ? Hãy bình luận bên dưới cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn và đừng quên ấn like nếu như bạn không thấy chúng đáng sợ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video này. Hãy ấn nút đăng ký để được xem nhiều video khác nhé.